Thưa quý vị, trong vòng 4 đến 5 năm, trải qua 4 đến 5 lần thất bại, các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng chúng tôi theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia và các công ty nước ngoài với nhiều vị trí khác nhau. Công việc ổn định, thu nhập tốt, nhưng đó chưa phải là cái đích đến của anh. Quyết định bỏ việc để khởi nghiệp ở tuổi 35. 5 năm đầu khởi nghiệp cũng là quãng thời gian đầy gian nan với 5 lần thất bại, mở 5 công ty, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cứ thất bại rồi lại đứng lên và rồi nhân duyên đưa anh trở thành một trong những người tiên phong trong thị trường quảng cáo màn hình ở thang máy và các tòa nhà. 10 năm theo đuổi và phát triển, anh đang thành công với con đường mà mình đã chọn. Anh là Đoàn Cường, CEO Goldsun Frame Media và Goldsun Focus Media. Với anh, đó là câu chuyện của người không sợ thất bại. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh tôi lúc này chính là anh Đoàn Cường, CEO Goldsun Frame Media. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa anh, có lẽ câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi anh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay đó là từ một đúc kết của cha ông ta, thất bại là mẹ thành công. Vậy thì với đúc kết này, nó có sự gắn kết như thế nào với anh ạ? Vâng, nói là thất bại là mẹ thành công thì rất là đúng, tại vì là ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai chiến thắng mà không phải chiến bại. Thực ra thì có được một số cái thành công nhất định như ngày hôm nay thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều cái thất bại. Lập rất nhiều công ty từ lúc ban đầu và phải nói rằng là đến hầu hết những công ty ban đầu lập ra đều thất bại. Thì không mỗi một thất bại của một công ty thì đúc kết ra một cái bài học kinh nghiệm gì đấy. Thì sau khi mà có những cái bài học kinh nghiệm từ những sự thất bại đấy thì mới có được cái sự thành công tương đối của ngày hôm nay. Vậy thì hành trình trải qua thất bại rồi đến với mẹ thành công của anh, nó được diễn ra như thế nào ạ? Thực ra thì nó cũng là duyên số thôi. Tự nhiên nó cứ đưa đẩy mình phải làm một cái gì đấy. Mình cảm thấy rằng là mình, ví dụ như là đang đi làm cho các công ty nước ngoài. Sau đó thì quyết định về lập công ty, về làm cho Goldsun, sau đó lập công ty. Thì nó cũng là giống như là một cái bước đường gì đấy mà có người sau lưng mình cứ ủng mình, bắt buộc mình phải đi. Thì đầu tiên thì là lập những công ty, ví dụ như là về tuyển dụng này, rồi lập công ty về golf này, rồi lập công ty về phân phối dược này, chẳng hạn như vậy, thì là đều, nói chung là đều chưa sạch cả. Vậy thì lấy cái động lực nào để anh có thể trải qua được hành trình từ ban đầu khởi nghiệp, điều hành phát triển doanh nghiệp của mình, sau đó gặp khó khăn, rồi thất bại và anh lại tiếp tục khởi nghiệp ạ? Thực ra thì nếu như là mình mà, mình là con người mà nếu mà mình chấp nhận những cái gì mà nó có sẵn trong cuộc sống ấy. Ví dụ như là ước vọng của mình nó chỉ là một cái gì đó bình dị thì có lẽ là cuộc đời nó sẽ không trải qua nhiều giờ phút sóng gió. Nhưng mà bởi vì là tự tôi đặt ra những cái mà mục tiêu và những cái mà mình phải hoài bão ấy, mình cần phải phấn đấu, thì đâm ra là tự tôi hành hạ cuộc sống của chính mình. Thế thì khi mà thất bại thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có thể thất bại tiếp theo, nhưng mà rồi trời sẽ không phụ lòng người thôi. Mình cứ làm đến cái nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, nếu mà không cái thứ năm vẫn chưa được cái thứ sáu, cho đến khi nào mình cảm thấy rằng là mình hết cả cái nguồn lực rồi, hết cả cái ý chí quyết tâm. Nhưng mà cái đấy sẽ là hơi khó, tại vì chưa thành công sẽ khó, tại mỗi một lần sau thì mình đều nghĩ rằng là mình đã biết cái thất bại nó nằm do đâu rồi, và lần sau mình sẽ phải tránh những thất bại này thì nó sẽ phải thành công. Và cái niềm tin là khi mình lập bất cứ một công ty gì thì mình đều tin rằng là nó sẽ thành công đến 99%. Nhưng mà sau rồi thì nó lại thất bại, thì sau rồi mình lại học ra một cái gì đấy và mình lại tin tưởng vào cái điều tiếp theo là mình sẽ phải thành công cái gì đấy. Thì đấy là lý do mà là sau khi chết lại lập công ty khác, sau lại chết lại lập công ty khác. Như anh vừa chia sẻ đó là tự anh làm khổ bản thân mình. Vậy thì với nhiều lần thất bại như vậy thì nó có tiêu tốn thêm cái sức lực của mình cũng như là ảnh hưởng về cái vấn đề tài chính cũng như là cái nghị lực của mình hay không ạ? Tài chính thì rõ ràng. Nghị lực nó là một cái thứ
vô hình. Hôm nay thì có thể rằng là nó vơi bớt đi, nhưng mà sau khi mình ngủ dậy, xong rồi mình đọc sách, xong rồi mình chứng kiến những cái con đường thành công của những cái vị gọi là tiền bối xưa kia, thì nó lại quay trở lại đẹp như là cái thời kỳ ban đầu. Nhưng mà tiền bạc thì nó không như vậy. Thì sau một bước đường đến hơn chục năm đi làm trong mấy công ty thì cũng tích lũy được một cái số tiền ở đấy, tiết kiệm được một số tiền nhất định. Khi lập công ty đầu tiên thì là tiêu gần hết số tiền đấy, là công ty về phân phối dược. Sau đó thì công ty thứ hai thì tiêu sạch số tiền đấy. Công ty thứ ba thì bắt đầu phải nghĩ đến xoay tiền một cách nào đấy. Đến công ty thứ tư thì bán cái ô tô mình đang đi. Công ty thứ năm thì bán cái ô tô vợ đang đi. Chuyển về đi xe máy. Lúc đó thì hai vợ chồng có một cái xe máy. Thế rồi thì đến lúc mà cái xe máy nó chả còn phải đi nữa. Thì có nghĩa là cái tiền bạc nó không giống như cái quyết tâm, nó không tự đẩy áp được. Mà thực sự là khi mà lập lên công ty thứ năm thứ sáu thì đấy là mới bắt đầu đi vay tiền của anh em bạn bè bên ngoài. Vậy thì làm như thế nào để anh có thể huy động vốn để tiếp tục với những cái niềm đam mê và quyết tâm khởi nghiệp lại ạ? Lúc ban đầu cho công ty khởi nghiệp thì dễ nhất đấy là rút tiền túi mình ra, đấy là dễ nhất rồi. Cái dễ thứ hai là rút tiền của người nhà. Nhưng mà cái chuyện người nhà cũng không dễ thế nào. Nhiều khi bố mẹ hay là anh chị em không tin tưởng vào mình lắm. Tại vì là thực sự là mọi người xung quanh cũng tin tưởng vào mình khi mà mình đã có chứng minh được một sự thành công nào đấy, thành công nhất định, thì mọi người lúc đấy bắt đầu mới theo. Còn nếu mình chưa thành công được trong cái công việc kinh doanh của mình thì chưa ai theo mình cả. Tại vì nếu mà bỏ tiền ra cho mình rất là trông chênh, mà không biết bao giờ thu được lại, mà dù đấy là những khoản vay. Thế thì cách thứ hai mà tôi thấy rằng là mà khá hiệu quả đấy là đi thuyết phục một cái nhà đầu tư nào đấy, hoặc là một thuyết phục một số anh em bạn bè mà cảm thấy là có nguồn lực về tài chính, xong rồi sau đó thì là trình bày dự án mình và mời các anh các chị đấy đầu tư cùng. Và khi mà mời đầu tư cùng thì nói rằng là anh các anh các chị có thể cho em thêm một khoản tiền vay nào đấy nhỏ, thì mọi người sẵn sàng. Nhưng mà rõ ràng cũng phải nhìn nhận vấn đề là anh là một người khởi nghiệp rất nhiều và trải qua rất nhiều thăng trầm, đã có những lúc mà mình rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn rồi. Vậy thì cái vấn đề huy động vốn và thuyết phục mọi người làm như thế nào để mọi người có thể đưa tiền cho mình và cũng như là đồng hành cùng với mình, nó là một câu chuyện rất là khó, đúng không anh? À đúng rồi. Thực ra cái đấy nó tùy thuộc vào cái uy tín cá nhân. Thực ra là uy tín cá nhân rất là quan trọng. Mình sống như thế nào ở trong cái cuộc đời này ấy, thì không phải là chỉ có mỗi một cái là mình, ví dụ như là tôi tiếp xúc với anh ngày hôm nay thì là tôi bắt đầu nói về câu chuyện là lập công ty như này và anh bơm tiền cho tôi, mà thực ra thì mình phải có một quá trình rất là dài, mình sống trước đó như thế nào, mình có thể là đi ăn với nhau, mình có thể làm việc cùng với nhau, mình có thể đi chơi cùng với nhau, có những giây phút cà phê gì đấy tâm sự, thì qua những cái đấy thì mình có thể hiểu được con người, bản chất của nhau. Và thực ra đầu tư cho cái business là ít, nhưng đầu tư cho con người là nhiều. Và như vậy tôi cũng có thể thấy là anh xoay sở theo huy động vốn theo nhiều hình thức khác nhau, gia đình có, tiền túi cá nhân của mình, rồi huy động vốn của bạn bè. Và cái lúc mà anh rơi vào những cái trạng thái một doanh nghiệp được thành lập, anh là người điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình 4 đến 5 năm, nhưng mà trong vòng 4 đến 5 năm đó thì anh cũng có từng đấy lần thất bại. Vậy thì cái tâm trạng và cái cảm xúc của anh như thế nào khi đối mặt với những khó khăn đó? Có những cái đêm phải kéo dài đến 2 tháng đấy, toàn thức dậy lúc 3 giờ sáng và từ 3 giờ sáng là không ngủ nổi nữa. Lo nghĩ đến ngày mới bắt đầu, ngày hôm nay là ngày trả lương nhân viên, kiếm đâu ra tiền, rồi mãi không có một hợp đồng nào về bán hàng, rồi ví dụ như là đi lập frame thì mãi không có một tòa nhà mà mình có thể thuê được để lắp một cái màn hình vào trong đấy, tại vì loại hình nó mới quá, chưa thuyết phục được người ta chưa nhìn và không có ai muốn làm chuột bạch để thử nghiệm cho mình cả. Rồi rất nhiều vấn đề. Hầu như là 3 giờ sáng, 3 rưỡi sáng dậy, không ngủ nổi. Người gầy dọc đi mất mấy cân. Ngay như là khi ví dụ như là tôi lập cách đây khoảng độ hơn 1 năm, lập công ty về Cola. Nhiều khi là 24/24, đội ngũ kỹ thuật làm việc, sau đó là chat, chit và anh ơi, đang có cái bug này, đang có cái bug kia. Nhiều khi 2 rưỡi sáng ngồi dậy bắt đầu ngồi chat chit với cả anh em lúc ấy có đang thức để xử lý các sự cố về kỹ thuật.
nhiều khi đến mấy tuần liền cứ 2 giờ 2 rưỡi đêm dậy ngồi chat chít với anh em. Thì vợ cứ nghĩ là mình đang có vấn đề bên ngoài. Thế là đến một hôm thì vợ mới rón rén vào nhìn, thấy rằng là rõ ràng là mình đang chat với cả còn tại vì những cái việc đấy nó phải xử lý trong đêm. Để sáng ngày hôm sau thì là mọi thứ lại bình thường. Thế thì đấy là áp lực về về mặt tài chính, áp lực về mặt công việc nữa. Mình một đống anh em, rất nhiều anh em đầu tư tiền cho mình. Bây giờ mình làm thất bại, không phải là chỉ mất tư lấy tiền, mà mất nhiều hơn là uy tín cá nhân của mình mới là quan trọng. Nếu mà mình làm thất bại nhiều quá thì cuối cùng là kêu gào trả ai đầu tư tiếp tục cho mình nữa. Và lúc ấy mọi người nhìn thấy mình với con mắt là ông này là không phải là winner mà là loser. Để thất bại, chui thất bại. Rất nhiều cái thì rất áp lực. Nhưng mà cũng may là cơ duyên, sự may mắn đến thì cũng đến công ty thứ 4, thứ 5 rồi đấy thì bắt đầu là thành công. Vậy cụ thể thì cái sự cố gắng thêm của anh một chút nữa để đến với thành công như thế nào ạ? À, có những công ty thì anh em founder nói rằng là thôi Cường ạ, không cố nữa rồi. Mình chấp nhận là có vụ thắng vụ thua. Không phải là cứ lập công ty ra là phải thành công, mình phải chấp nhận thất bại. Nhưng mà tôi trả lời là thôi bây giờ mọi người đều nói như vậy, tất cả các cổ đông nói như vậy, nhưng mà xin phép cho tôi tiếp tục cố gắng trong vòng 6 tháng hay 1 năm nữa. Và nếu mà tôi cố hết sức rồi thì lúc đấy bảo thất bại ok thì lúc đấy mình có thể mình bu xuôi. Nhưng mà sau đấy thì mình cảm thấy rằng là mình không còn gì ân hận nữa. Còn nếu mà mình cảm thấy mọi người hôm nay khuyên mình mà mình vẫn còn cảm thấy rằng là vẫn còn có tí le lói hy vọng là mình sẽ làm cho doanh nghiệp nó thành công, thì sau đấy 1 năm sau một ông khác ông ra doanh nghiệp tương tự nhưng mà cũng làm thành công, mình ngồi mới tiếc là tại sao ngày xưa mình không cố thêm một chút nhỉ. Nếu mình làm thành công, nếu mình làm thêm một chút nữa thì mình đã thành công chứ không phải là giống như mình ngày hôm nay. Chắc là mình với nếu là mình thì mình sẽ có. Tôi sẽ quyết định tiếp tục khởi nghiệp đến khi nào thành công thì thôi. Tôi đã quyết định khởi nghiệp thì tôi sẽ theo đến cùng. Vì thế là cũng có gặp thất bại thì tôi sẽ vẫn theo đến cùng quyết định khởi nghiệp tiếp theo. Cái này thì vì tôi là phụ nữ nên tôi nghĩ rằng là nó còn phụ thuộc vào độ tuổi của tôi lúc đấy nữa. Nếu thực sự đến thời điểm mà mình cảm thấy sức mình còn không thể nữa thì mình sẽ dừng lại. Còn nếu sức khỏe lúc đấy của mình cho phép cũng như về hoàn cảnh mọi thứ thì mình sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu. Để nhìn lại cái quãng thời gian mà mình điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình sau những cái lần thất bại, theo anh ấy, cái cú ngã nào mà khiến anh cảm thấy là mình đau nhất? Cú ngã nào cũng đau. Cú ngã nào cũng đau. Thật ra cú ngã nào nói thế cũng giống như là anh rơi từ trên cao xuống. Ngày hôm nay anh rơi thì có thể nói anh dập mông bên phải, ngày mai anh rơi dập mông bên trái, ngày kia khả năng là anh rơi coi như là phi thẳng đầu xuống đấy, phi thẳng đầu xuống đấy. Đấy, nhiều khi là mỗi cái nó có một cái đau riêng. Ví dụ cái đầu tiên thì nghĩ rằng là mình chọn lầm người làm CEO. Cái doanh nghiệp thứ hai thì nghĩ rằng là mình không chọn lầm người, nhưng mà mình đầu tư hơi sớm. Khi mà xã hội chưa thực sự là sẵn sàng cho cái business của mình. Rồi cái thứ ba thì mình nghĩ rằng là mình đầu tư tài chính chưa đủ. Chẳng hạn như vậy. Rất nhiều các cái cú ngã đấy. Thế rồi thì qua đó thì cứ lúc vút dần thôi. Thế đến bây giờ thì các em ấy, thỉnh thoảng các em trẻ hơn, các em đến bảo là anh ơi, em có idea này, em có một cái business plan này, anh xem anh thấy như thế nào. Thì mình đầu tiên mình bắt đầu anh hỏi là em thất bại bao lần, em đi làm đâu rồi, em có kinh nghiệm chưa. Tại vì cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Kinh nghiệm nói thế chứ như tôi quản lý một số công ty hiện nay thì cũng hoàn toàn rất là chuyên nghiệp theo cái cách mà mình đã học được từ những công ty lớn của nước ngoài ngày xưa. Thì nếu mà mình mà không được làm việc trong những môi trường mà rất là chuyên nghiệp, ví dụ như Coca, Esso, American Standard, Konica chẳng hạn, thì không bao giờ có chuyện mình đưa ra những cái quy trình, những cái nội quy mà nó chuyên nghiệp cho công ty mình như ngày hôm nay. Thì các em mà nếu mà chưa trải qua đấy thì là một thiệt thòi, không được học những cái đấy. Gọi là kinh nghiệm thực tế, tiếng Anh là hands on experience. Đấy thì kinh nghiệm thực tế rất là quan trọng. Còn vấn đề thứ hai nữa là cũng quan trọng nữa là nếu mà chưa thất bại thì thành công cũng sẽ hơi khó. Cũng phải trải qua một cái thất bại gì đấy, một vài hai thất bại gì đấy, có thể là nhỏ. Cái vấn đề thứ ba nữa là nếu mà các đồng chí đến với mình hỏi là gia đình em ngày xưa làm cái gì, bảo gia đình em làm thương mại hay gia đình em làm cái gì đấy, thì anh mà sống trong một cái môi trường mà gia đình làm thương mại, gia đình làm đầu tư, gia đình làm tài chính chẳng hạn, thì nó sẽ khác với cả sống trong một gia đình ví dụ như là
bố mẹ làm giáo viên, hay bố mẹ làm trong quân đội, hay bố mẹ làm trong cơ ngành công an chẳng hạn, như vậy thì mình không được sống trong cái đấy thì mình có cái thiệt thòi là từ bé mình đã không được làm quen cái môi trường đấy, không nghe những cuộc họp của bố mẹ nói chuyện với các đồng nghiệp nói chuyện với nhau thì nó không ngấm dần. Anh có chia sẻ là sau những lần vấp ngã thì anh đều đúc rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Vậy thì có phải chăng 4 đến 5 năm thành lập, 4 đến 5 công ty và vấp ngã thì cái giá mà anh phải trả cho những cái bài học kinh nghiệm đó có quá cao hay không? Nói thực ra này như này, có nghĩa là nếu mà như giới bọn tôi nói chuyện với nhau ấy, các cái giới mà bây giờ đầu tư nói chuyện với nhau thì cứ đầu tư 5 công ty trên 4 mà một cái mà sống ngon là quá tốt rồi, là tỷ lệ 20% là rất là cao rồi, rất là cao. Thực ra quỹ đầu tư nước ngoài cũng chưa chắc đạt được tỷ lệ như vậy, quỹ đầu tư mạo hiểm cũng chưa chắc đạt được như vậy. Cho nên là bây giờ ví dụ như mình đầu tư, nếu mà mình cảm thấy là mình đam mê thì mình cứ đầu tư cái nhất chết được, cái thứ hai chết được, cái thứ ba chết được, cái thứ tư chết được, nhưng mà chắc chắn cái thứ năm thứ sáu là cái cơ hội thành công sẽ cao, và cái lúc đấy là cái mà mình sẽ thu hồi được hết cái những cái mà nguồn lực rồi tiền bạc mình đã đầu tư trong quá khứ. Cho nên là tất cả các bạn trẻ mà có gục ngã trước cứ đầu tư 2-3 công ty mà chết chưa ăn thua, các bạn cứ tiếp tục, các bạn sẽ thành công. Hơn 10.000 màn hình hiện diện ở các tòa nhà, phủ sóng rộng khắp 54 tỉnh thành phố trên cả nước, có vị trí và chỗ đứng nhất định trong mảng quảng cáo màn hình thang máy và tòa nhà. 10 năm phát triển, hiểu, định vị được giá trị và thương hiệu. Tôi thấy thì anh Cường là một vị sếp khá quyết đoán, nhanh. Anh đủ nghiêm khắc và cũng đủ gần gũi với nhân viên. Đối với tôi thì anh Đoàn Cường trong công việc và trong cuộc sống là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống anh ấy là một người rất là vui vẻ, hài hước và hòa đồng với nhân viên. Còn trong công việc anh ấy là một vị sếp vô cùng nghiêm túc, quyết đoán và rất là có tâm với công việc cũng như với công ty này. Tôi cảm nhận là anh Cường là một vị sếp rất là quan tâm đến nhân viên. Anh ấy rất quan tâm đến đời sống của mọi người. Anh ấy rất là quyết đoán. Thực ra để mà nói về anh Đoàn Cường thì mình nghĩ là chỉ một từ thôi là cũng có thể miêu tả được hết rồi. Đó là rất cool. U50 rồi nhưng mà có thể nói là còn cool hơn cả U20 đấy. Đó không phải là thành công ngẫu nhiên có được. Đó là những thăng, những trầm, những tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần. Và với anh Đoàn Cường, bài học về 5 lần thất bại vẫn còn nguyên giá trị. Anh Đoàn Cường nói vui với chúng tôi, anh thường nói với các cộng sự rằng con người ta muốn thành công thì 20% là sự may mắn, 80% là nỗ lực. Nhưng trong đó thì cũng có đến 90% là do số phận sắp đặt. Và chúng tôi hiểu rằng đó là bài học mà anh muốn chia sẻ, dù có là số phận sắp đặt, dù có là trời ban, nhưng nếu không có sự nỗ lực vươn lên thì thành công không bao giờ có thể chạm đến. Ông cũng thấy là những lần tiếp xúc với nhân viên, và đặc biệt là khi hôm đó tiếp xúc với anh Đoàn Cường, thì thứ nhất là thấy nhân viên cứ khi nhắc đến sếp mình là rất là thấy kiểu tự hào. Đấy, thì mình cũng đã ấn tượng với người lãnh đạo đó. Đến lúc mà tiếp xúc với anh Đoàn Cường thì mình thấy một số các cái nhìn nhận, nhận xét của mình ban đầu về công ty GoSun cũng như người lãnh đạo của GoSun là khá chính xác. Đây là một người lãnh đạo có tầm, nó còn hơn cả thông minh. Rất là thông minh, anh Đoàn Cường rất là thông minh, nhưng mà phải nói là một lãnh đạo có tầm và tác phong và tính chuyên nghiệp rất cao. Và có nhiều ý tưởng mới cho hoạt động kinh doanh, cho hoạt động quản trị công ty cũng như là xây dựng văn hóa công ty. Thế thì trên phương diện khách hàng thì càng ngày chúng tôi càng thân thiết và chúng tôi cộng tác thường xuyên 3-4 năm nay liên tục. Và tôi cũng là một trong khách hàng cũng chắc là chưa được là lớn nhất nhưng cũng tương đối của GoSun. Thế thì tôi còn ghi nhận là cá nhân anh Đoàn Cường và tập đoàn GoSun không chỉ phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhưng mà còn hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng trong những giai đoạn mà khách hàng cần hỗ trợ. Sống hết mình về công việc, sống hết mình cho bạn bè và đồng nghiệp. Với anh Đoàn Cường, điều cho đi là điều nhận lại. Có thể nói rằng là
Đối với anh, các lĩnh vực anh lựa chọn đều là những lĩnh vực mới trên thị trường. Anh là người tiên phong và khai phá ra những lĩnh vực đó. Thì có phải anh là một người khá liều lĩnh hay không ạ? Có rất nhiều mô hình nó thành công ở nước ngoài. Mình chỉ là mang chất là có thể là thay đổi đi một chút, xong rồi mình mang về Việt Nam. Có những cái mà ở các nước tiên tiến nó làm, ví dụ như là ngày xưa là phân phối dược chẳng hạn. Làm mình nghĩ đơn thuần là mọi người cách đây mười mấy năm, 13 năm, mình có thể phân phối các thuốc OTC qua Internet chẳng hạn. Nhưng hồi đấy thì luật nhà nước ghi là phân phối cấm các hình thức phân phối qua mạng. Thế thì thực ra Internet nó cũng là mạng. Nhưng mà mạng ở đây, ý các bác ở trên nói rằng là mạng đa cấp. Nhưng mà không ghi rõ chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mình lập ra thì mình cũng có một số cái khó khăn khá là lúng túng trong cái vấn đề mà đối với các cơ quan chức năng xin giấy phép chẳng hạn. Hay là ví dụ như ngày xưa mình nghĩ là mình đang lúc đo ví dụ như là đau bụng đột xuất vào nửa đêm chẳng hạn. Bây giờ kiếm thuốc ở đâu ra? Tất cả các nhà thuốc đều đóng cửa. Mở cửa chỉ từ sáng đến tối thôi. Còn đêm ví dụ có việc gì khẩn cấp là khó rồi. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao mình không lập một cái thuốc nhà thuốc rồi đấy mà mở cửa 24/24 giống như là các mô hình bán lẻ 7-Eleven chẳng hạn ở nước ngoài. Thì mọi người có việc gì đấy buổi đêm thì mọi người có thể đến đấy mà mua thuốc ở buổi đêm. Nhưng mà sau rồi thì luật nhà nước là khi mà mở nhà thuốc thì luôn luôn phải có dược sĩ đứng tên, luôn luôn có mặt ở đấy chẳng hạn. Thì khó mà có thể một đồng chí dược sĩ ở đấy mà đứng được 24/24 trong cửa hàng chẳng hạn. Thì những cái mà ý tưởng kinh doanh như vậy thì nó thực sự nó chưa quốc. Còn nếu bây giờ ví dụ mà lúc này mà thương mại điện tử nó phát triển thì có thể là cái mô hình đấy, mô hình bán qua mạng các thuốc OTC thì có thể nó sẽ thành công. Nhưng mình làm là cái vấn đề thăm mình nó quá sớm. Mình lựa chọn thời điểm để phát triển quá các sớm. Lĩnh vực quá sớm. Thế xong rồi là thực ra thì tôi không nghĩ là tôi liều lĩnh. Mà chẳng qua là mình nói nhỏ thì có nghĩa là sau khi mình hỏng một doanh nghiệp, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải kiếm lại cái số tiền đấy. Nhiều lúc nản, nhưng mà đến lúc mà có một ý tưởng mới, mình nghĩ rằng mình làm cái này chắc chắn nó sẽ thành công, chắc chắn 100% nó sẽ thành công, không thể nào thất bại được. Mà mình thành công lớn luôn, mình sẽ thu lại hết tiền của mình đã đầu tư vào những cái công ty trước. Và chính vì niềm tin đấy thì mình mới lại chơi tiếp. Mình có cái suy nghĩ mang tính chất là khá là khác biệt tại các thời điểm mà mình định hướng phát triển trong cái thời gian tương lai. Chính vì vậy mà khi mà anh đưa ra các cái mô hình của mình, nó là cái mô hình mới tại thời điểm đó thôi. Còn trong tương lai thì nó sẽ là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển, đúng không? Vấn đề là tham minh. Đầu tư sớm quá thì cũng không được. Đầu tư sớm quá và có những mô hình ví dụ như là nói thế chứ nếu mà mới quá mà không phù hợp với văn hóa của Việt Nam thì cũng không quốc được. Có thể nó quốc ở châu Âu nhưng mà ở Việt Nam thì không quốc được. Thực sự là như vậy. Nhưng mà thực ra thì cái nói gì thì nói, cũng quãng đường qua thì cũng là như tôi nói ngay từ lúc đầu. Cũng giống như là có một ai mà ủi sau lưng mình. Sau đó thì nói là trời thử thách lòng người. Mình cứ kiên trì nhẫn nại thì may mắn nó sẽ đến thôi. Chứ thực ra nói tài giỏi thì cũng chả tài giỏi gì đâu. Và cơ duyên bây giờ gắn kết anh với lĩnh vực quảng cáo đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về lĩnh vực này khi mà anh bắt đầu khởi nghiệp? Cũng đơn giản thôi. Một ngày đẹp trời xem một chương trình truyền hình của nước ngoài. Thì dưới chân chương trình truyền hình thì có chạy mấy cái dòng thông số về tài chính. Nó gọi là top 10 gain of the day. Thế thì là 10 công ty mà tăng giá tốt nhất, cao nhất ở sàn chứng khoán Nasdaq. Thì thấy có một công ty có chữ media đấy. Thì mình thấy là cũng cùng ngành nghề với mình cũng đang làm media. Mà lại có công ty mà lại là lên được sàn chứng khoán Nasdaq mà lại tăng trưởng ở cao nhất trong ngày trong 10 công ty. Thì tò mò thì cũng search cái đấy trên Google, sau đó thì tìm hiểu công ty đấy và thấy rằng lĩnh vực họ làm rất là hay. Và sau đó thì tuần sau thì mua cái máy bay sang kia gặp họ, đề nghị cho tìm hiểu về cái mô hình đấy, hợp tác về cái mô hình đấy, và sau đó quay về Việt Nam và lập ra Focus Media Việt Nam. Như vậy là một lần nữa anh lại phát hiện ra một lĩnh vực mới và dám đương đầu và thử thách với cái lĩnh vực đó. Mặc dù tôi tin chắc rằng thời điểm đó ở thị trường Việt Nam thì cái mô hình đó nó chưa phát triển. Chưa có, đúng rồi. Tất cả các thang máy ở đây thì chưa có ai. Đấy là lý do mà lúc ban đầu đi gặp tất cả các cái chủ tòa nhà. Rất là khó thuyết phục cho các chủ tòa nhà cho phép mình lắp các màn hình ở trong thang máy cũng như ở ngoài thang máy. Nhưng mà về sau thì lắp được cái đầu tiên rồi thì sau đó thì dẫn mọi người đến xem cái đầu tiên đấy thì mọi người đến cái thứ hai nó rất là dễ dàng hơn.
Cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay với vị CEO Đoàn Cương. Thưa anh, có thể thấy là một trong những lĩnh vực nữa mà anh triển khai phát triển là một lĩnh vực hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, và anh là người tìm hiểu ra và khai phá nó. Có phải một lần nữa anh lại lựa chọn vào một con đường đầy khó khăn hay không ạ? Thực ra thì nếu bạn cứ nghĩ đến hai từ khó khăn ấy, thì chả ai chẳng làm gì cả. Bất cứ khi nào mà tôi cảm thấy rằng là bản thân mình ấy, lựa chọn và tôi thấy rằng là tin tưởng ấy, thì bao giờ mình, tôi cũng nghĩ đến hai từ khác. Đấy là hai từ tương lai, hai từ thành công. Vậy thì khi mà anh phát hiện và gây dựng mô hình đó thì bắt đầu anh triển khai nó như thế nào ở Việt Nam ạ? Thì đầu tiên sẽ là tất cả lăn vào cùng làm và giống như một công xã nguyên thủy. Không ai phân biệt được là ông này là sale, ông kia là kỹ thuật cả. Ông kỹ thuật mà đi gặp khách hàng, ông vẫn biến thành sale. Giám đốc luôn cũng phải đi tiếp khách, cũng phải cố gắng mà bán hàng, hay là cũng phải đi deal với các chủ tòa nhà để lắp đặt các cái màn hình. Giống như công xã nguyên thủy không có sự phân công lao động rõ rệt. Sau đó khi mà cái mô hình nó lớn lên dần, số lượng nhân viên nó nhiều lên, thì bắt đầu mới là quy củ là phòng này chuyên làm cái này, phòng này chuyên làm cái này, làm theo quy trình này, thì bắt đầu chuyển từ nhân trị sang pháp trị. Vậy thì cái quá trình mình phát triển cái mô hình này tại Việt Nam nó có từng bước phát triển như thế nào cho đến thời điểm hiện tại ạ? Bắt đầu là mở kênh tòa nhà, mở kênh siêu thị, xong mở kênh bệnh viện, rồi một số kênh khác, mở kênh cà phê, mở kênh trường học. Số kênh thì bây giờ không còn nữa, thế nó giống như mở business, kênh có thể là nó không work thì mình sẽ phải thu hẹp lại thôi. Thưa anh, khi mà mình phát triển một lĩnh vực ở Việt Nam có thể nói là một lĩnh vực khá mới, cơ hội thì cũng đã có với anh, nhưng mà những cái thách thức khó khăn thì anh phải cạnh tranh với các đối thủ khác đối với doanh nghiệp mình là như thế nào? Thực ra thì ví dụ như là trên thị trường bây giờ thì truyền thông thì đang cạnh tranh chủ yếu với cả một công ty của Trung Quốc. Công ty nước ngoài thì nguồn lực rất là mạnh, có thể là tiền nhiều hơn công ty mình. Tất cả mọi thứ thì là họ là công ty lớn ở bên kia, họ kinh doanh rất là nhiều nước. Kinh doanh là càng hết cả sức, càng hết cả trí, cả lực ra để mà nghĩ ra các cái cách để đối phó lại, rồi các cái cách thức để mà cạnh tranh này, và để đầu tiên chưa nói đến cạnh tranh để mà sống sót ở cái thị trường này rất là khó khăn. Vậy cụ thể thì anh làm như thế nào có thể cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh của mình nhỉ? Đầu tiên là nếu mà mình không đánh nhau bằng tiền bạc thì mình đánh nhau bằng cái khác. Để có thể là ví dụ như là đến các gặp các đối tác thì nói rằng là dù sao mình cũng là công ty Việt Nam với nhau cả, phải có cái sự, thì các kêu gọi mọi người có sự ưu tiên nhất định cho những công ty Việt Nam. Chẳng hạn như vậy thì có thể là nhiều đối tác thì cũng vì lòng tự hào dân tộc thì họ nói rằng là nếu mà bằng giá thì họ sẵn sàng họ làm cả. Đối với anh tại thời điểm này, điều gì đã làm anh tâm đắc nhất? Tại vì là nhân viên mà đã từng làm việc với mình rất là nhiều. Tôi thấy rằng là các em khi mà ra ngoài thì rất nhiều em là mở những business riêng. Thì các em đều nói rằng là cái ví dụ mà cận nhất để cho các em mới khởi nghiệp, các em mới phấn đấu thì chính là cái người CEO cũ của các em đấy. Thì tôi thấy là nếu mà tôi là cái nguồn động lực mà động viên tất cả các em đấy mà làm những cái business của riêng mình thì cũng là một cái điều là rất là đáng tự hào rồi. Đối với thời điểm này thì anh nghĩ rằng cái điều gì mà anh còn đang cảm thấy là mình trăn trở? Tại sao công ty Việt Nam không thể lớn, không thể đi ra nước ngoài giống như những công ty Mỹ, Hàn Quốc hay gì đấy chẳng hạn như vậy? Thì cái điều trăn trở nhất của mình là cho đến bây giờ là gần 50 tuổi rồi mà vẫn còn chưa đặt được một chân ra thị trường nước ngoài, thì là cái cảm thấy rằng là cái đấy là cái điều hối tiếc nhất. Sau quãng thời gian dài với nhiều thăng trầm trong công việc cũng như là trong cuộc sống như vậy, thì những cái bài học kinh nghiệm nào là anh được đúc rút ra? Đối với cả tất cả các bạn làm startup, tuổi tác không phải là vấn đề gì. Không có nghĩa là năm nay bạn 23 tuổi là bạn quá trẻ để làm. Bạn có đã một chút kinh nghiệm rồi bạn cứ làm. Không có nghĩa là năm nay là nếu mà bạn là không phải là 23 mà là bạn 46 tuổi là bạn quá già để làm. Bạn cứ làm. 51 tuổi mà Ray Kroc còn làm được cơ mà. Mà bắt đầu là đặt nền móng viên gạch đầu tiên cho McDonald's năm 1940-42. Thế thì đừng bao giờ nghĩ rằng là mình quá già hay quá trẻ. Đấy là việc đầu tiên. Về thứ hai rằng là
chúng ta cứ đi đã. Xưa có thể chưa nhìn bước đường đâu, cứ đi, gặp khó khăn nào chúng ta giải quyết khó khăn đấy, cứ đi đã. Đi thì mới có, đi thì mới có đến. Còn nếu chúng ta cứ dừng mà đứng ở một chỗ thì không bao giờ đến được. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh với buổi trò chuyện rất thú vị vừa rồi. Chúc anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.